Có cách nào để giảm bị cật lệch không ạ? Em bị cật lệch nhưng chưa đi đo. Lần đầu tiên mà chưa đi đo độ thì chúng ta sẽ thấy rất là nguy hiểm đúng không ạ? Để lâu là độ nó tăng này, mà tăng cái bên mà yếu nó tăng rất nhanh này, nó sẽ dẫn đến bị lé này, bị nhược thị này, mờ mắt này, thị lực giảm này, nhức đầu mà mỏi mắt, rát mắt, rồi hay chớp mắt, chảy nước mắt. Đấy này, để lâu chúng ta sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Hai nữa là sao ạ? Chúng ta để lâu chúng ta lại khó đeo kính vì mỗi lần đeo như vậy nó nhức mỏi nó khó khăn. Rồi để lâu nữa độ tăng cao thì nhìn nó xấu, và để lâu nữa thì sao ạ? Mỗi lần chúng ta làm một cái kính nó sẽ là tốn tiền vì để lâu độ cao lên. Chính vì điều đó nên chúng ta cần phải chú ý kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần để biết rằng đôi mắt của mình là bao nhiêu độ, và hiện nay cận lệch độ bạn đang hỏi thì cũng chưa rõ là bạn lệch bao nhiêu, nên bạn cần phải đến khám ngay cái trung tâm nơi bạn sinh sống đó để biết được rằng bên phải mình bao nhiêu độ, bên trái bao nhiêu độ, và được chuyên gia tư vấn cho mình, hỗ trợ cho mình an toàn hơn. Ở đây chúng ta sẽ thấy là để lệch độ như vậy thì một bên có thể nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn mờ mờ ảo ảo, hoặc là nhìn thấy một bên còn bên kia là không thấy gì hết, va chạm vào người khác, hoặc là những cái cần thiết nhìn thì chưa rõ, mà cái nào không cần thiết thì lại mới nhìn được, mà chỉ nhìn được ở khoảng cách nhìn gần và nhìn xa là hầu như không nhìn thấy được. Đấy, rồi chúng ta cần biết này, nếu như điều gì xảy ra khi mắt mà nó bị lé hoặc bên nó bị nhược thị thì sao ạ? Cứ cận lệch độ là dễ dàng bị lé và dễ dàng bị nhược thị. Nên chúng ta hãy đi kiểm tra sớm, có phương pháp kiểm tra rồi, có thể là đeo kính cận, có thể là đeo len, có thể là đeo kính áp tròng, có thể là đeo kính auto để bảo vệ đôi mắt mình nhìn rõ hơn. Rồi chúng ta biết rõ được chính xác là mắt chúng ta bị như thế nào để chúng ta hiểu và điều trị cho nó phù hợp. Còn nếu anh chị ở gần trung tâm mắt kính thì cứ ghé trung tâm nào cũng được, cứ đo để kiểm tra đã. Còn nếu mà gần Blue Titan thì chúng ta ghé Titan để được hỗ trợ chi tiết hơn bởi các dòng máy nhập từ Nhật về. Hãy nhanh chóng đi kiểm tra ngay với trong trường hợp chưa đeo kính lần nào mà thấy mắt bị mờ lại lệch hai bên. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ quay về, chúng ta biết được mình bị chính xác điều gì thì chúng ta sẽ có một giải pháp phù hợp nhất. Làm kính sớm nếu mà nó đúng với số độ của chúng ta thì nó rất là rẻ, nhưng đôi khi nó chỉ cần có 5 đến 700 nghìn hoàn thành được cái bộ kính rồi.